không sát sinh, không ăn động vật, kể cả côn trùng. Tất cả những người trong bộ tộc này đều ăn chay. Theo họ, việc ăn uống như vậy là thể hiện sự thiện lương trong tâm hồn. Họ chính là người của bộ tộc Kogi, có nguồn gốc từ nền văn minh Tairona cổ xưa, có niên đại 8.000 năm, tồn tại trước cả thời văn minh cổ nổi tiếng của người Incas và Maya. Người tộc Kogi không tích trữ lương thực như bất cứ bộ tộc hay nhóm cư dân nào khác. Họ cho rằng việc tích trữ khiến con người trở nên ích kỷ, tham lam, vô tình tạo nên tham vọng chiếm hữu, từ đó dẫn khởi sự chiếm đoạt, khơi nguồn chiến tranh tàn sát lẫn nhau. Ngoài ra, sự dư thừa còn làm rối loạn trật tự của tự nhiên, phát sinh những biến đổi khôn lường. Nhờ lối sống hòa hợp với thiên nhiên, thói quen ăn uống đơn giản mà người Kogi có tuổi thọ hết sức cao, trung bình lên tới 100 tuổi. Họ sống khỏe mạnh, gần như không mắc bệnh tật gì trong suốt cuộc đời, thậm chí ngay cả bệnh sâu răng. Theo bộ tộc Kogi, nếu sống thuận theo tự nhiên thì không thể nào có bệnh được. Bệnh tật chỉ là hậu quả của những gì trái với tự nhiên.